kính chào chư vị đào hữu đến với tiểu điếm tính phòng tổ đình mời quý vị nghe tiếp bộ truyện trạch nhật phi thăng tác giả trạch trương chương năm trăm lẻ chín món nợ trong lịch sử chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh like xe và bình luận audio Đều ngộ tại hạ đông vương quan sát tới nhất thần kiều ánh mắt nhấp nháy cười nói người yên tâm ta ra tay vẫn không vượt qua tu vi pháp lực của ngươi vừa ứng đứng ở trên thái nhất thần kiều đồng vương bước chân tới công hạ xuống tòa thần kiều này đang định tấn công hữu ứng đột nhiên biến sắc lập tức bay lên không trung rơi xuống mặt đất chỉ trong thời gian ngắn ngủi không ngờ tu vi của gã lại có tiêu tan không ít còn bảy chiêu đồng vương phun ra một ngụm chọc khí trầm giọng nói gã lẳng lặng suy tính sơ hở của thái nhất thần kiều một lúc lâu sau lại trèo lên cầu ra tay với hữu ứng chiêu pháp của cả hai vừa tiếp xúc đông vương lại biến sắc tung người xuống cầu một lát sau đông vương lại treo lên cầu hai người giao thủ trong thời gian ngắn ngủi Đồng vương kêu lên một tiếng đầu đớn rơi từ trên cầu xuống lao đảo từng chiều qua đi mãi tới chiều thứ tám Đồng vương vẫn không thể suy luận ra sơ hở của thái nhất thần kiều tuy thái nhất thần kiều đơn giản nhưng lại dung hợp hai tuyệt học cấp độ đạo tổ hoàng đình kinh và thượng thanh đại động chân kinh trong thời gian ngắn gã cũng có lòng phá giải. Hứa thiên tôn đúng là lợi hại. Bây giờ ta không thể không thi triển công pháp thần thông của cha ta mới có thể tháo bỏ tiên sơn của các hạ. Đồng vương đột nhiên thay đổi công pháp, thân thể xuất hiện vô luồng khí cuồn cuồn. Thời khắc này gã như đại thế thống trị toàn bộ vũ trụ, chủ nhân của mọi thế giới. Đồng vương dảo bước đi lên thái nhất thần kiều, sắc mặt hữu ứng nghiêm nghị. Thái nhất thần kiều của hắn lại bị áp đảo. Hắn vừa dùng thái nhất thần kiều thống nhất hoàn đình kinh và thực thanh đại động chân kinh dùng hợp thái cực thượng thanh và vô cực thượng thanh là một thể mới có thể nhiều lần áp đảo đông vương còn bây giờ đông vương đổi công pháp khác không ngờ lại bị ép ngược thái nhất thần kiều đông vương chân đạp thần kiều dào bước đánh tới hứa ứng đứng ở trên thần kiều khoảnh khắc hai người va chạm hứa ứng chỉ còn thấy một luồng lực lượng hùng hồn áp tới kêu lên một tiếng đầu đớn thân hình bị chấn động tới mức lướt về phía sau đông vương như bóng với hình bàn tay đánh lên tâm nhạc tiên sơn nhưng gã chỉ thoáng đụng vào tâm nhạc tiên sơn chứ không tháo được tòa tiên sơn này xuống ta dùng công pháp thần thông của phụ thân ta thắng người rõ ràng thắng mà không võ đồng vương buông tay sắc mặt ảm đạm lắc đầu nói ta định dùng bản lĩnh cá nhân của mình khiến người quy phục nếu ta dùng công pháp thần thông của phụ thân ta thế thì người quy phục không phải là ta mà là ông ấy <laughs> cứ thế thì đời này ta khó mà thoát khỏi cái bóng của ông ấy thân sắc của gã tiêu điều hứa thiên tôn lần này chúng ta giao thủ coi như hòa không phân thắng bại hứa ứng ánh mắt nhấp nháy nói lệnh tôn là trí tôn trên tiền giới đông vương gật đầu kê khổ nói không sai thế nhân chỉ biết trí tôn ai biết đông vương hứa ứng nói thần toán của người là kế thừa từ hắn đông vương nói không sai nhưng đạo về thần toán bản vương đã vượt qua người hứa ứng nháy mắt chưa hẳn Đồng vương nhìn về phía hắn sắc mặt không vui gã am hiểu nhất là thần toán đáng tự hào nhất cũng là thần toán một người trong số rất ít thứ gã có thể vượt qua phụ thân đột nhiên hứa ứng nói chờ chắc gã đã vượt qua phụ thân khiến gã cảm thấy không vui ánh mắt của hứa ứng thăm thầm vị trí tồn trong tiên đình chính là thần toán đã bố trí đủ loại thủ đoạn tính kế hắn và đám người yêu tổ đạo tổ thậm chí từ vi hậu chủ có ý đồ đoạt lấy thái nhất thần kiều chính hắn đã đưa châm cài tóc của mẫu thần tê tay kiếp thứ nhất của ta kiếp thứ nhất của ta không thể không vứt bỏ tổ đình đi lên tiền giới cũng chính vì hắn dâng lên kiếp thứ nhất nên ta mới có thể cuột khởi như rượu gặp gió chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy từ một nhân tiền nho nhỏ lên thành tiên quân nắm giữ đấu bộ đầu óc hứa ứng nhanh chóng suy nghĩ mục đích của chí tôn nâng đỡ hứa ứng là thấy nhất thần kiều nhưng hứa ứng kiếp đầu lại đánh cắp động uyên doanh châu động uyên bồng lai và động uyên phương trượng có dấu hiệu thoát khỏi khống chế của lão cho nên sau đó hứa ứng kiếp đầu đột nhiên biến thành phản tặc bị đế quân nhắm vào không thể không giết xuống thế gian cuối cùng thua dưới bố trí trùng trùng điệp điệp của đế quân còn nguyên nhân đế quân hạ thủ với kiếp đầu của ta cũng là theo ý của hắn hứa ứng siết chặt nắm đấm một lúc lâu sau năm đấm mới giãn ra khi đó hư ứng đã mất khống chế nếu không thể nắm trong tay thế thì hủy đi chị e đây mới là suy nghĩ của trí tôn tiên giới thế nhưng dung mạo của trí tôn tiên giới không giống thanh huyền hư ứng từng thấy gương mặt của trí tôn tiên giới thiên ma trí tôn chính là ý niệm của thiên ma trí tôn bị luyện bỏ dung mạo không có khác gì trí tôn tiên giới hư ứng cũng thấy gương mặt của thanh huyền trong trí nhớ kiếp trước của vân hải thanh huyền là người ăn mặt trang sức đều mang về cổ xưa là đạo nhân tiên phong đạo cốt hoàn toàn không giống dung mạo của thiên ma trí tồn thanh huyền đi đâu được chứ hắn thầm buồn bực chẳng lẽ hắn chết trong trận chiến lật đổ tư với hậu chủ bây giờ hắn vẫn còn sống định cư trên tiền giới à vì sao trong số các đại nhân vật tiên giới không thấy bóng dáng của hắn đông vương mặt như băng giá trầm giọng nói hứa tiên tôn ta mến tài ngươi nhưng người nói thần toán của ta không bằng phụ thân rõ là ăn nói bừa bãi Hy vọng người có thể cho bản vương một câu trả lời hài lòng. Hứa ứng thủ liễm suy nghĩ hỗn loạn, lo lắng nói. Lệnh tôn là trí tôn tiền giới, đạo hạnh của ông ta không bằng ngươi hay tu vi không bằng ngươi Sắc mặt của đồng vương nghiêm nghị nói. Phụ thân ta thiên tư tuyệt luân, cả đạo hạnh lẫn tu vi của người đều trên ta. Hứa ứng thu hồi những pháp bảo vừa bị đánh bay nói. Đạo hạnh của trí tôn cao hơn ngươi tu vi cũng cao hơn ngươi Chẳng lẽ thần toán không phải dựa vào đạo hạnh và tu vi à? Thần toán của ngươi không tính được trí tôn, thần toán của hắn lại có thể tính được ngươi. Cho nên ta thấy thần toán của điện hạ không bằng trí tôn. Đông Bương nghe vậy, lắc đầu bật cười. Việc gì cũng phải có truyền trách, ta âm hiểu thần toán, đồng thời đắm chìm trong đạo này đã lâu, cho nên vượt qua người rồi. Uống chỉ ta không thể tu thành trí tôn, không phải tư chất ngộ tính của ta không đủ, mà là động uyên của ta không đạt tới, nếu ta có thể có động uyên trí tôn ta cũng có thể trở thành trí tôn hứa thiên tôn kiến thức của người không đủ không cần nói nữa hứa ứng cuối người cười nói điền hạ nói vậy rất đúng là ta suy nghĩ không chu toàn đúng rồi điền hạ đế quân là người ra sao đồng vương biết ân oán giữa hắn và đế quân nói sâu không lường được hứa ứng nhớ mày đế quân còn mạnh hơn điện hạ sao sắc mặt đông vương nghiêm nghị nói Đạo hạnh của đế quân ra sao ta cũng không rõ Nhưng tu vi thì đôi bên sắp xỉ nhau Năm xưa ta từng giao thủ với hắn Coi như ngang tài ngang sức Nhưng ta phát hiện hắn không thiết triển toàn lực Cựu thiên thập địa phá mà quyết của hắn Đã đại thành từ lâu Ta nghi ngờ đạo hạnh của hắn Đã đạt tới cấp độ trí tôn Trong qua bị tu vi giới hạn Không thể tưởng cấp đến trí tôn Muốn tu thành trí tôn cũng không dễ dàng gì Cho dù đông vương trước mặt cũng mới là thiên quân Không có đủ tài nguyên lên tới trí tôn Lần này tam giới triều tịch cũng khiến cho những thiên quân bị kẹt trên cảnh giới này nảy sinh tâm tư khác. Đông Vương nói, trong thiên giới có độc uyên cấp thiên quân, bao gồm Tổ Châu, Huyền Châu, Viêm Châu, Trường Châu, vân vân. Những độc uyên này đều nằm trong tay thiên quân. Độc uyên trong tay đế quân tên là Phượng Lân Châu. Độc uyên này có rất nhiều bảo vật, linh khí nồng đậm, sản xuất tiên kim có thể luyện được trí bảo. Nhưng linh khí của Phượng Lân Châu cũng chỉ đủ cho đế quân tu hành cảnh giới thiên quân không cách nào tiến thêm được một bước tu vi cảnh giới tăng cường bị giới hạn trong tài nguyên nhưng đạo hạnh lại không bị tài nguyên hạn chế chắc chắn đạo hạnh của đế quân không chỉ là thiên quân cất thuật lại mọi thông tin mà mình biết cho hứa ứng cười nói đế quân cũng là đối thủ của ta nếu hứa thiên tôn có thể đối phó hắn thế thì áp lực của ta sẽ giảm đi nhiều ngoài ra ngã nhìn về phía cửu đại pháp bảo sau lưng hứa ứng lắc đầu nói Hứa tiên tôn Kiểu đại pháp bảo của người trông thì rất lợi hại Có thể hóa tình chín tầng cảnh giới Nhưng đối với thiên quân mà nói Tác dụng của kiểu đại pháp bảo này không lớn Nếu người dùng trạng thái này đối với đế quân Thua là cái chắc Hứa ứng thầm giật mình nghiêm nghị nói Đa tạ đã chỉ điểm Đông vương nói Năm xưa người mang độc viên doanh châu đi Cũng không kém gì độc viên của thiên quân Nếu người có thể tìm lại độc viên doanh châu Tu vi thực lực có thể tăng tiến nhanh chóng Hứa ứng vái dài dưới đất nói Điền hạ có đại ân với ta Ngày sau ắt sẽ báo đáp Đông vương cười lớn Hứa thiên tôn chúng ta là đồng minh mà Ta không hy vọng người biến thành công lao của đế quân Người cũng đừng khiến ta thất vọng Hứa ứng ưỡn thẳng người Cười nói Ta còn có một yêu cầu quá đáng Kính xin điện hạ giúp ta nghe ngóng một người Hắn tổn tưởng một hồi Dùng thân thức quan tường ra dung mạo Của thanh huyền đạo nhân nói Người này tên là thanh huyền từng là đạo nhân trong tượng thanh đạo môn đông vương ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nói việc này đơn giản thôi hứa thiên tôn ta giúp người làm việc này người cũng phải giúp ta một việc ta tính được nửa năm sau thế giới yên trừ và thế giới nguyên khang sát nhập thời điểm hai đại thế giới này sát nhập thiên địa đại đạo cổ xưa khôi phục một di tích cổ đại sẽ xuất hiện tên là ngũ trang quan khi đó ta sẽ không tiện trực tiếp giáng lâm dùng phân thân hoặc hóa thân giáng lâm thực lực không đủ thân pháp quân hùng hy vọng hứa thiên tôn có thể ra mặt giúp ta một tay ngũ trang quan hứa ứng nghe vậy gật đầu nói người yên tâm hứa mẫu là người đáng tin cậy chắc chắn sẽ có mặt đồng vương thở phào một tiếng cười nói ta hạ giới quá lâu chắc chắn sẽ khiến người ta chú ý cáo từ lam thành dạ đi thôi nói xong cạo hóa thầy một luồng sáng bay lên tận trời lam thành dạ bay lên theo biến mất nơi chân trời hứa ứng gần đầu nhìn lên chỉ thấy hào quang xe gió bay đi biến mất trong vết rách trên bầu trời thân hình của đồng vương biến mất cảm giác áp lực như chân áp thiên địa đại đạo vạn vật mới tiêu tán bấy giờ vầng sáng trong đầu hỡ ứng lắc lư quả chuồng bay ra khỏi như ý đại la thiên nghi hoặc nhìn hắn à ứng sau lúc quyết đấu với hắn người không sử dụng như ý đại la thiên nếu vận dụng như ý đại la thiên cũng không đến mức chỉ một chiêu đã bị hắn đánh bại tới mức văng ra cả tâm nhạc tiên sơn mấy ngày nay quả chuông vẫn luôn ở trong như ý đại la tiên tu luyện cảm ngộ các loại đạo pháp thần thông khi hưởng ứng lĩnh ngộ hoàng đình kinh và thượng thanh đại động chân kinh nó cũng thu hoạch được không ít vì vậy tu vi tiến bộ nhanh chóng bây giờ trong cơ thể của quả chuông phát ra từng luồng đạo uy đạo uy này khác với dấu ấn đại đạo lúc trước khi xưa nó không biết tác dụng của những dấu ấn kia bây giờ lại thấy rõ tác dụng của mỗi pháp tắc tiếng chuông của nó chấn động một cái là hình thành một tầng đạo tràng cực kỳ lợi hại sắc mặt của hữu ứng như thường lo lắng nói nếu ta thắng hắn sợ là hắn không yên lòng liên minh với ta như ý đại la thiên có thể giúp hắn phát huy đạo hạnh của bản thân tế đại la thiên nảy lên đạo tràng tự hành lại thiềm thái nhất đông vương rất khó đánh vào đạo tràng của hắn nhưng nếu như vậy đông vương sẽ cực kỳ cảnh giác hữu ứng thậm chí lập tức giết người ngay tại chỗ hứa ứng không xem trọng khí độ của đông vương giao tính mạng của mình vào độ lượng của người khác không phải cách làm của bậc trí giả qua chuông nói nếu thập động thiên của người đã hợp nhất hóa thành thái nhất động uyên có thể giao chiến với hắn không gỡ ứng thoáng do dự lắc đầu thua chắc đồng vương thông sâu khôn lường qua chuông sợ hãi thầm nhủ tiểu từ đó lợi hại đến vậy à khiến hư ứng cảm giác nhất là công pháp đồng vương sử dụng khi đánh bại thái nhất thần kiều của hắn trực tiếp áp đảo đạo pháp thần thông của hắn bá đạo vô cùng Tề vương mẫu đi tới nói Hứa đạo hiếu Tính mạng của côn lôn này Phải gửi hy vọng vào đông vương sao Hứa ứng mỉm cười đáp Người hy vọng ở đông vương Đạo huynh Đông vương này ta thấy hữu dụng Cho nên lần này hạng phục chúng ta không thành Mới đổi sang kết minh Nếu có một ngày chúng ta vô dụng với hắn Cũng là lúc hắn diệt trừ chúng ta đổi lấy công lao Chúng ta liên thủ với hắn Chỉ để đối phó với tam đại thiên quân Là đế quân thiên tôn và nguyên quân còn sau này là địch hay bạn thì cứ chờ đợi tương lai rồi tính tề vương mẫu cười nói ta còn tưởng người muốn làm chó săn cho tiên đình hứa ứng cười lớn ta đã thử rồi đường này không đi được hắn thấy nữ tiền đi tới do dự thoáng chốc rồi tâm cảnh lại thản nhiên đối mặt với nữ nhân giống hệt nguyên vị ương này tề vương mẫu thấy vậy lẳng lặng đi khỏi nhường chỗ cho bọn họ Quy đạo ngọc bàn lại không vào như ý đại la tiên né tránh mà treo sau lưng hứa ứng Ước đạo hữu, ta vừa mới thấy người và đông vương giao thủ Đạo pháp tinh thần cực kỳ bất phàm Bây giờ người đã có thể phá giải phong ấn của đế quân rồi đúng không? Từ đồng tiên quân lộ ra vẻ ước ao nói Nếu mở phong ấn ra Người có thể khôi phục ký ức kiếp đầu Chúng ta cũng có thể trở lại như xưa Hứa ứng mỉm cười nhìn nàng nói Năm xưa kiếp đầu của ta giết xuyên thiên lộ Chạy khắp khỏi tính toán của đế quân Lại quay ngược về tiền giới Vì vậy bỏ qua cơ hội trốn thoát có người nói ta làm như vậy là vì một nữ nhân Cho nên mới rơi vào cạm bẫy của đế quân Đến mức đại bại như vậy Nữ nhân đó là nàng sao Trưng 510 Ngọc Hư Đạo Chủ Từ đồng tiên quân nhẹ nhàng lắc đầu Ngươi về tiên giới để đón lệnh đường Chỉ cần ngươi khôi phục ký ức kiếp đầu Mọi chuyện đều sáng tỏ Hứa ứng im bọng một lúc lâu Đột nhiên nói Ta trả lại hứa ứng mà nàng thích Nàng có thể trả lại cho ta nữ tử Cùng ta đào cá chạch không từ đồng tiên quân ngây ngốc Nguyên vị ương chỉ là một đoạn ký ức trong kiếp này mà thôi Hứa ứng nói Đối với người Thì nàng chỉ là một đoạn ký ức Còn đối với nàng Thì đó là mọi thứ của nàng Từ đồng tiên quân há hốc miệng không nói gì Nàng có thể cảm nhận được bản thân Từng yêu thương thiếu niên này Mỗi tình đầu tựa như u mê sung sướng tận sâu cho cõi lòng Lo được lo mất Nàng như chú ngựa nhỏ ham chơi Chạy cùng hứa ứng In dấu môi mình lên môi hắn nhật tình và tiết tình yêu của mình, nàng lại sợ mình có tình mà người lại không trong lòng thấp thòm thường xuyên suy đoán tâm tư của thiếu niên kia. thế nhưng khi từ đồng tiên quân nhớ lại đoạn tình cảm này nó chỉ là ký ức không thể lây truyền đạo tâm của nàng. nữ tử mà người bắt gián hữu ứng yêu mến chỉ là một đoạn ký ức của nàng mà thôi. Đồng vương trở lại tiên đình cẩn thận nhớ lại thế nhất thần kiều của hữu ứng, suy tính sơ hở của môn thần thông này một lúc lâu sau gã vẫn lắc đầu nói triều thần thông này đã chạm tới rìa trí tôn khó lường đúng là khó lường hứa ứng năm xưa người phong hoa tuyệt đại vàng danh thiên hạ sau tự nhiên lại nghĩ quẩn gã nhớ tới chuyện thanh huyền gọi mấy môn khách trong đông vương phủ tới giao hình ảnh hứa ứng tôn tưởng thanh huyền cho bọn họ nói đi thăm dò vị trí của người này đám môn khách cuối người nhận lệnh mấy ngày sau đông vương đột nhiên nhớ tới việc này nhưng không thấy môn khách tới báo cáo trong lòng kinh ngạc hỏi thăm những môn khách khác, ai cũng nói mấy ngày nay không gặp những người kia. Đông Vương cảm giác tâm huyết dâng trào, thử tính toán, đối thủ cảm thấy đờ đẫn, đầu óc không được tỉnh táo. Gã khôi phục bình tĩnh, tiếp tục suy tính vị trí của những người kia, trong lòng sợ hãi. Mấy môn khách của ta chết từ lúc nào rồi, ai to gan đến vậy, dám giết người của ta. Gã vừa sợ vừa giận tiếp tục suy tính, đột nhiên lỗ mũi ẩm ấm, ấm giơ tay quệt thử lại thấy trên tay đầy máu không biết từ lúc nào hai hàng máu mũi đã chảy ra đồng vương kinh hãi không dám tính toán nữa vội vàng lệnh cho thuộc hạ mau chọn một người giống hệt ta tới đây không bao lâu sau một tán nhân trông giống đồng vương tới tám chín phần được đưa tới đường đồng vương phủ đồng vương cởi bỏ y phục của mình ra đời đồ với người kia nói vì đạo hữu này hôm nay thầy ta chịu chết già trẻ trong nhà người chính là người nhà của ta làm sao tán nhân kia chịu chấp nhận nhưng gã bị đồng vương chấn áp không thể động đậy cũng không thể nói nên thành lời đồng vương đặt một chậu nước ở trước mặt gã để gã ngồi trước chậu nước trong bốn phía treo đèn lồng màu trắng tỏa ra khí tím đến sau nửa đêm tán nhân kia cúi đầu nhìn chỉ thấy làn nước như tấm gương phản chiếu thân hình mình trong chậu bỗng nhiên có bàn tay duỗi ra nắm lấy tóc của mình một tay khác cầm đào quẹt qua cổ nhấc bay cái đầu của mình lên tán nhân kia bị chặt đứt đầu nguyên thần cũng đứt thân tử đạo tiêu hồn phi vách tán một luồng bất diệt chân linh bay vào cõi u minh đồng vương đợi tới lúc tán nhân kia bị chém mới thở vào một tiếng vẫn mặc y phục tán nhân kia căn dặn môn khách hậu táng đồng vương khẽ nhíu mày hạ giọng nói chẳng lẽ hứa ứng muốn hại ta hắn biết rõ thần toán của ta không thể tính được trí tôn mà vẫn bảo ta đi tìm vị trí của thanh huyền chắc là muốn mượn tay trí tôn giết ta gạ nghĩ trái nghĩ phải hạ giọng nói người giết ta chắc chắn không phải phụ thân ta chẳng lẽ thanh huyền là một trí tôn khác trong tiền giới nhưng sao lại tới mức trả danh hiệu của hắn mà lại muốn giết ta được các môn khách dọn dẹp thi thể và thủ cấp tán nhân kia thu xếp tàng lễ tuy gã biết rất nguy hiểm nhưng cái tên thanh huyền cũng khiến gã coi trọng chắc chắn trong đó cất giấu bí mật gì đó tiền giới trên chín tầng trời đại la thiên có người điều tra thanh huyền lật lại món nợ cũ trong lịch sử ồ ai mà to gan vậy là nhi tử của minh tôn ta đã trừng phạt qua rồi người trẻ tuổi quá không biết trời cao đất rộng nợ cũ nào cũng dám lật lên đúng vậy đúng vậy à ứng này đoá quái hòa thiên hà trông như ý đại la thiên của ngươi gần đây cứ lạ lạ ta nghĩ nó đi tạo phản đấy quả chuông nói nó thấy hứa ứng vẫn im lặng không nói năng gì Lò hữu ứng vẫn còn đang suy nghĩ chuyện từ đồng tiên quân nên vội vàng thay đổi chủ đề thu hút sự chú ý của hữu ứng quái hoa thiên hà lúc này hữu ứng mới nhớ ra sau khi ngộ không đạo nhân tặng như ý đại la thiên cho mình từng thu một đóa quái hoa vào trong như ý đại la thiên sau đó hắn gặp chuyện ngọc hồ chân nhân khiêu chiến tư đế cõi âm không đói hoài gì đến đó họ yêu hoa này như ý đại la thiên là đạo tràng của hắn là nơi lưu dấu ấn đại đạo cảnh giới của hắn còn thấp mới chỉ là thần kiều phải tu luyện tới thiên tiên mới có thể luyện thành đạo tràng như ý đại la thiên giúp hắn có đạo tràng sớm hơn có thể vận dụng đạo hạnh cao tuyệt của mình bình thường quả chuông thường luyện ở trong như ý đại la thiên của hắn lĩnh ngộ đại đạo lắng nghe đạo âm hấp thu thiên địa linh khí trong thập động thiên và thái nhất độc uyên tu vì thực lực ngày tiến ngàn dặm bây giờ đã có thể sánh ngang với bảo cối tiên vương cực kỳ lợi hại Hứa ứng nhìn vào trong như ý Đại La Thiên lộ về kinh ngạc. Chỉ thấy như ý Đại La Thiên đã khác hẳn với lúc ngộ không đạo nhân tặng cho hắn. Mấy ngày này hắn lĩnh ngộ được thập độc thiên, trong Đại La Thiên cũng tạo thành 10 loại dị tượng tương ứng với thập độc thiên. Huyền hoàng nhị khí tạo thành dị tượng thiên thanh địa chọc. Hỗn độn khí tạo thành dị tượng hỗn độn hải, còn bất diệt linh quang, lưu ly tịnh không, ngọc kinh tiên vực, thái thượng tiên vực, thân kiều, vô định trường hà, hư không trì diễm, và thái nhất trí khí tổng cộng 10 loại dị tượng thật kỳ lạ gỡ ứng kinh ngạc không thôi hắn tu luyện thập động tiên tạo thành 10 loại dị tượng không ngờ lại giống hệt như dị tượng trong thái hư cảnh doanh châu bồng bềnh trong thái hư cảnh lúc trước hắn tế giác ninh thanh ba người bị nhốt trong doanh châu phát hiện trong thái hư cảnh có các loại bỉ ngạn lơ lửng trong đó có cảnh tượng huyền hoàng dị khí trắng lệ còn có hỗn độn khí tạo thành dị tượng hỗn độn hải bất diệt linh quang ứng với bỉ ngạn dũng tuyền lưu ly tịnh không ứng với bỉ ngạn ngọc chi ngọc kinh tiên vực ứng với bỉ ngạn ngọc kinh thái cực tiên vực ứng với bỉ ngạn giáng cung ngoài ra bọn họ còn chứng kiến một dòng sông vô định bồng bềnh trong tái hư cảnh một luồng lửa rực rỡ hơn hào quang hư không một thần kiều đứt gãy kỳ quái đúng là hết sức kỳ quái gỡ ứng khôi phục bình tĩnh những thứ hắn thấy trong tái hư cảnh ứng với chín trong mười loại dị tượng trong đại la thiên của hắn chỉ có dị tượng thái nhất khí là không có thái nhất khí này là mấu chốt để hắn triệu hoán thái nhất động viên. nhưng vì sao trong đạo tràng của hắn lại có các loại dị tượng tương ứng với bỉ ngạn vừa ứng nghĩ mãi mà không hiểu chuyện này thật quá là kỳ dị à ứng chính là đó hoa thiên hà kia quả chuồng bay tới đại la đạo tràng kêu lên tiểu tử này nặng 120 cân thì phản cốt phải 240 trăm bốn cân nó muốn tạo phản hứa ứng không kịp nghĩ nhiều vội vàng nhìn lại chỉ thấy sau một thời gian không gặp yêu hoa thiên hà đã lớn hơn vô số lần cao trăm ngàn trượng mọc ra ba đến năm cái lá lớn nụ hoa như con thoi thi thoảng lại về cánh hoa ra bốn phường tám hướng để lộ ra vô số răng nành sắc nhọn bên trong nhị hoa kia giống như từng xúc tu linh hoạt mối bố lượn bốn phía càng đáng sợ hơn nữa là hứa ứng phát hiện trên người yêu hoa này đầu đầu cũng có dấu ấn của mình có phủ văn tiên đạo cũng có đạo văn thậm chí cả thái nhất khai ngộ của hạo tiên đế mà hắn lĩnh ngộ được cũng lưu dấu ở trên yêu hoa yêu hoa này vốn là loại sinh sống ở biên bờ thiên hà truyền ăn thịt tiên nhân bẩm sinh đã mạnh mẽ ăn lại không biết bao nhiêu tiên nhân vượt giới luyện thành bản lĩnh tàn nhẫn trong thời gian này được đại la thiên của hưởng tầm bổ càng thêm mạnh mẽ cái thứ này hình như phản cốt không chỉ có 240 cân đâu ngựa ứng thoáng do dự bây giờ hắn đang ở côn luôn, nhét yêu hoa này vào côn luôn, chắc chắn sẽ gây ra đại họa nhét nó vào tổ đình chắc chắn càng là đại họa ném vào trong thiên hà chị em mấy năm sau thiên hà sẽ bị ăn tới mức chim chóc buồn thú tuyệt tích thậm chí còn ăn sạch cả thiên hà thủy sư nó vốn rất kính trọng ta không ngờ giờ còn định ăn thịt cả ta quả chuông không cam lòng mấy ngày này nó đã đại chiến với yêu hoa thiên hà không ít lần tuy nhiều lần chiến thắng nhưng thực lực của yêu hoa thiên hà lại tiến bộ nhanh chóng khiến nó rất áp lực tâm niệm của hư ứng truyền động yêu hòa thiên hà không khống chế được mình bay lên cứ như pháp bảo của hắn điều khiển như cánh tay tê luyện cực kỳ như ý gốc yêu hòa này vốn là thực vật sống ở trong đại la thiên, được đạo diệu của tác tầm bổ nên mới có thành tựu như vậy nó và người khác nhau bản lĩnh của ngươi là tự mình tu luyện còn nó chỉ là một bộ phận trong đại la thiên của ta chuồng già không cần lo lắng quả chuồng nói Ta cảm thấy đóa yêu hoa này có âm mưu gì đó Hứa ứng cười Trong đạo tràng của ta Nó không làm được gì đâu Quả chuông thoáng yên tâm hơn Vẫn bay vào trong đại la thiên Giám sát mọi hành động của yêu hoa kia Chỉ thấy yêu hoa kia chán chường hấp thu thiên địa linh lực Mượn các loại dấu ấn đại đạo Ở trong đại la thiên rèn luyện bản thân Ngược lại càng lúc càng mạnh lên Hứa ứng bỏ qua nghi hoặc về đại la thiên Đi thẳng tới côn lôn Ngọc hư phong trao lên thần kiều Không bao lâu sau, Hắn đã tới Đến kỳ lân nhai Rồi tiến vào nhanh chóng Đệ tử hứa ứng tới đây ba kiến tiền bối Hứa ứng cuối người trước cửa Hứa đào hiếu mời vào Bên trong có giọng nói ôn hòa vang lên Hứa ứng ưỡn thẳng người Cật bước tiến vào Trong đó là một vị đạo nhân gầy gò quắc thước Đứng ở đó Giống như hòa cùng thiên địa không có gì khác biệt Lão cứ như vũ trụ hư không Rõ ràng đang đứng đó Mà lại như ở khắp mọi nơi Loại đạo cảnh cao cường như vậy Hứa ứng chưa bao giờ thấy Ra mắt đạo huynh Hứa ứng cuối người Ngọc hư đạo nhân áp lễ gương mặt bình tĩnh Hứa đạo hữu khôi phục thiên địa đại đạo nơi này Nhờ đó mà ta khôi phục được Còn chưa tạ ơn đạo hữu Lão mời hứa ứng ngồi xuống Bàn tay nhấc cờ Có âm nước bay tới châm trà xanh cho hứa ứng Hứa ứng ngồi nghiêm nghị dò hỏi Đạo huynh Lần trước ta vội vàng quá Chưa kịp tới gặp Lần này du lịch 7 năm quay về đây mang theo cả một bộ nghi hoặc muốn nhờ đạo huynh giải đáp giúp ta ngọc hư đạo nhân nói lần trước người đến đây trong lòng không có nghi hoặc nên dứt quát bỏ đi người du lịch bảy năm biết càng nhiều trong lòng cũng càng nghi hoặc cho nên mới lại quay về nơi đây ngựa ứng suy nghĩ một hồi rồi cười nói đúng vậy năm xưa ta chưa bao giờ nghi ngờ tổ pháp lục bí cô không biết khởi nguồn của thái nhất tiên thiên công lại càng không biết mối quan hệ giữa thập động thiên và thái nhất động nguyên bây giờ ta đã biết một số bí mật nhưng vẫn không biết trần tướng vì vậy ta tìm thấy đạo huynh ta nghe nói hứa ra ta là truyền thừa của ngọc hư cung xin hỏi đạo huynh có việc này không ngọc hư đạo nhân nói từng có việc này tổ tiên của hứa gia người vốn là môn sinh của ta bản thể của ta ngọc hư đạo chủ theo thúy nham đi xa lưu lại tổ tiên người chấn thủ côn lôn sắc mặt của hứa ứng nghiêm nghị nói xin hỏi đạo huynh sau đó đã xảy ra chuyện gì vì sao dẫn tới truyền thừa ngọc hư cung thất lạc ngọc hư đạo nhân nói đạo khóc hứa ứng khẽ nhíu mày lại lại đạo khóc ngọc hư đạo nhân nói truyền nhân ngọc hư cung tu luyện ngọc hư động uyên hầu như không ai chịu nổi chỉ có số ít tu vi thấp mới thoát được trải qua đạo khóc truyền thừa ngọc hư cung cũng dần dần thất lạc hứa ứng vẫn nghi hoặc ngọc hư đạo nhân trả lời giải quyết nghi hoặc của hắn về chuyện truyền thừa nhánh ngọc hư thất lạc nhưng vẫn không thể lý giải vì sao truyền thừa của hứa gia lại biến thành thần tiêu ngọc thanh và tổ pháp lục bí năm xưa sau khi truyền thừa ngọc hư cung thất lạc đã xảy ra chuyện gì hứa ứng truy hỏi ngọc hư đạo nhân nói sau đó thiên địa đại đạo càng ngày càng suy sụp xa sút thiên địa linh lực cũng dần dần khô kiệt thiên hạ cạn nước địa thiên giới sụp đổ tàn giã dân chúng tổ đình lầm than có một đạo nhân tên là thanh huyền tới tìm ta định mượn côn lôn dùng côn lôn thần kiều làm con đường nối tới chư thiên vạn giới đưa người trong tổ đình tới chư thiên vạn giới tìm đường sống trong lòng hỡ ứng máy động thượng thanh đạo môn thanh huyền đạo nhân ngọc cư đạo nhân nói đó là một nhân vật rất lợi hại bên cạnh thanh huyền đạo nhân còn có một nhóm cao thủ đông đảo đi theo bọn họ cho rằng thiên địa đại đạo, đạo mục nát suy yếu nhưng đạo tiêu và đạo trướng diễn ra đồng thời đạo này suy yếu tất cả đạo khác cuột khởi bọn họ nghiên cứu đại đạo mới có thành tựu không nhỏ gỡ ứng lặng lặng lắng nghe thanh huyền đạo nhân là một người rất có sức hút hắn không chỉ thuyết phục được ta mà còn khiến tổ tiên hứa già người cũng đi theo hắn học tập tân đạo ánh mắt hứa ứng sáng lên học tập tân đạo chẳng lẽ tổ tiên hứa già nhận được truyền thừa lục bí vào thời điểm đó ngọc hư đạo nhân nói thanh nguyên rất hứng thú với các độc uyên thánh địa khác cho rằng có thể lĩnh ngộ chân lý đạo pháp trong lúc hắn di chuyển dân chúng cũng nghiên cứu ảo diệu của động uyên khi đó có rất nhiều môn hạ ngọc hư cung đều đi theo hắn cùng hắn nghiên cứu trong đó có cả lệnh tổ ngọc hư đạo nhân thuật lại chuyện tới nguyên đạo nhân mượn côn cô lôn nhưng cũng mới giao nhau kiểu gì cũng kéo theo xung đột mà còn là loại xung đột đổ máu khi đó tổ đình vẫn nằm trong tay của các thánh địa tuy nhiên thiên địa đại đạo suy yếu nhưng vẫn chiếm được địa vị thống trị khi đó giữa thiên địa còn có rất nhiều tồn tại cổ xưa cường đại cô yêu tổ tổ thần có tử vi tiên đình còn có một số cường giả ẩn cư ngoài thế gian thanh nguyên đạo nhân định di chuyển mọi người trong tổ đình tê tần giới gây ra xung đột không nhỏ ngọc hư đạo nhân nói thêm thanh nguyên đạo nhân thủ đoạn kịch liệt ra tay tàn nhẫn bên cạnh lại có nhiều cao thủ hai bên giàu chiến ắt có tử thương lệnh tổ cũng đi theo thanh huyền ta nghe nói thanh huyền chứng đạo trở thành một tồn tại khác với đại la kim tiên và đại la diệu cảnh gọi là trí tôn giết không ít cao thủ tổ đình hứa ứng ngờ ngác cảnh giới trí tôn là thanh huyền khai sáng ư cảnh giới trí tôn là của hiện nay ứng với đại la kim tiên và đại la diệu cảnh theo cổ đại hứa ứng không biết cảnh giới trí tôn nên quý về đại la kim tiên hay diệu cảnh do tần đạo có trí tôn xuất hiện thu hút rất nhiều người đi theo kiêu đạo dần xa suốt cũng mới thay đổi vốn là đương nhiên nhờ ngài nỡ bỏ quyền lực và địa vị khi trận chiến tranh kịch liệt nhất bộc phát ngọc khư cùng cũng bị liên lụy vào do đó càng lúc càng vỡ nát ta bị hủy diệt theo côn lôn cảnh sau này xảy ra chuyện gì thì ta cũng không biết hư ứng suy nghĩ cẩn thận nói tê giác nói phật tổ đề cập tới đạo chứng đạo lạc thanh huyền cũng nói tới đạo chứng đạo lạc phải chẳng có quy luật nào đó có liên quan tới chuyện Thúy Nham bay đi hay không? Đạo chứng đạo lạc có thể là ngẫu nhiên, cũng có thể là tất nhiên, nhưng mỗi khi đạo chứng đạo lạc phát sinh, tu vi và đạo hạnh của các tu sĩ cũng theo đó mà xa rút thấy tăng cường, đây không phải đắc đạo thật sự. Ngọc Khư Đạo Nhân đứng dậy, dẫn hắn đi tới kỳ lân nhai nói. Ngọc Khư Đạo Chủ đi theo Thúy Nham, chính là để kiểm nghiệm điều này, gỡ đạo hữu mời xem. Gỡ ứng đi tới bên cạnh lão, nhìn về trước, bên dưới kỳ lân nhai là thái hư cảnh vô biên vô tận một xương đầu trí tôn khổng lồ bồng bềnh trong hư không lặng lặng bay qua phía trước kỳ lân nhai trong xương đầu trí tôn chính là quỷ khư còn ở đằng xa có thể thấy từng tòa bì ngạn lơ lửng trong thái hư cảnh hỗn đồn hải huyền hoàng nhị khí lưu ly tịnh không bất diệt linh quang ngọc kinh tiên thành những kỳ tích vũ trụ quy mô hùng vĩ này tỏa ra hào quang mê người những bì ngạn kia là nơi hứa ứng kiếp đầu từng tới hắn chế tạo tiền lô ở đó dựng tiền điện luyện hóa năng lượng bỉ ngạn cung cấp cho na sư chư thiên vạn giới sáu mươi vạn năm trước trong thái hư cảnh không có mấy thứ kỳ quái này nhưng sau khi tắt tỉnh dậy là phát hiện nó trôi nổi trong thái hư cảnh hứa ứng có nén nổi kích động lầm bầm ý người là những nơi này không phải tự nhiên tạo thành ngọc hư đạo nhân nói có lẽ là hình thành tự nhiên cũng có thể là cố ý hứa đạo hiếu Thật ra ngươi phải biết rõ hơn ta mới đúng Tâm thần hứa ứng chấn động Lặng lặng thả như ý đại la thiên ra Hiện ra trước mặt hắn Trong như ý đại la thiên Quyền hoàng dị khí, lưu ly tịnh không Hỗn độn hải, lần lượt giao hòa cảm ứng Với bỉ ngạn trong thái hư cảnh Hứa ứng phun ra một ngụm chọc khí Ta luyện thành thập động thiên Vườn đại la đạo tràng của người khác Mới tu thành mười loại dị tượng Chẳng lẽ trước ta đã có người tu thành công pháp thật động thiên Đúng rồi, đạo huynh thập động thiên của côn cô lôn hình thành thế nào côn cô lôn thập động thiên ngọc hư đạo nhân giật mình lắc đầu nói côn cô lôn chưa từng có thập động thiên hứa ứng ngây người vội vàng nói không đúng không đúng côn cô lôn có thập động thiên tây vương mẫu nói thập động thiên là hình thành tự nhiên kết nối với tiền giới mười tòa động thiên đều có tác dụng khác biệt ta còn lấy được pháp môn cảm ngộ thập động thiên ở chỗ yêu tổ đều ghi chép ảo diệu của thập động thiên côn cô lôn ngọc hư đạo nhân càng kinh ngạc nói Đời đã Trước đây không có tiền giới Tiền giới mà người nói là tiền giới bây giờ Lão chỉ lên đầu Hiện tại tiền giới đang treo trên đầu chúng ta Tiền giới này do mảnh vỡ địa tiền giới Và động nguyên tạo thành Khi ta chết nó còn chưa hình thành đâu Khi đó tiền giới chưa hình thành Thì lấy đầu ra thập động thiên kết nối với tiền giới Trường 511 Tham kiến hứa tiên tuôn Sau khi côn cô lôn cảnh bị hủy Thập động thiên có tồn tại không? một lúc lâu sau tâm cảnh của hữu ứng vẫn khó mà bình phục tề vương mẫu là khi côn lôn di chuyển tới chư thiên vạn giới chúng sinh lễ bái sinh ra thần linh hắn không biết chuyện 60 vạn năm trước cũng hợp tình hợp lý từ vi hậu chủ từng nói tiền giới do thánh địa và động nguyên của địa tiền giới chế tạo thành năm xưa những thủ lĩnh tạo phản cướp đoạt từ vi tiên đình lại dựa trên cơ sở từ vi tiên đình luyện thành tiên giới từ đó trở đi tiên phàm cách biệt hữu ứng ngẩng đầu lên nhìn lên thiên ngoại Tiên giới khổng lồ từ trên đè xuống che kín cả tầm mắt của hắn. Bây giờ tiên giới đã tiến tới thái hư cảnh, khi thế như thái sơn áp đỉnh đè xuống. Hư ứng nhìn xuống dưới, Cái thái hư cảnh chỉ là chư tiên vạn giới, bồng bềnh trên thiên hải như ngàn vạn tấm bèo. Tiên giới là 60 vạn năm trước công phá từ vi tiên đình mới hình thành. Nói cách khác, trước đó thập động thiên không thể kết nối với tiền giới. Trong lòng hắn càng thêm khó hiểu, nếu thập động thiên không phải tồn tại tự nhiên, Thế thì thập động thiên đến từ đâu? Ai là người tạo ra chúng? Phải chẳng thập động thiên ứng với bì ngạn trong thái hư cảnh? Nếu ứng với những bì ngạn này Thế thì bì ngạn trong thái hư cảnh Cũng là do con người chế tạo ra Thậm chí không khéo những bì ngạn này Cũng giống như thập cảnh trong đạo tràng của ta Là đạo tràng của một tồn tại cường đại nào đó vỡ vụn biến thành Thập động thiên là di tích do thanh huyền lưu lại ư Nếu đúng là như vậy Thì hắn còn sống ngày đã chết trong trí nhớ kiếp trước của vân hải hắn thấy cảnh thanh huyền thi triển lục động thiên sau lưng có từng hỗn độn hải bất diệt linh quang lưu ly tịnh không huyền hoàng nhị khí sau loại dị tượng cực kỳ bắt mắt áp đảo hoàng đình kinh của vân hải đạo nhân năm xưa sau loại dị tượng sau lưng thanh huyền ứng với lục đại bình ngạn trong tái hư cảnh cho nên hắn mới có nghi ngờ như vậy khi thanh huyền phong ấn ký ức của vân hải tiền giới còn chưa hình thành từ vi hậu chủ cũng còn tại vị khi đó Hắn chỉ tu hành sáu loại dị tưởng Không thể làm ra thập động thiên Chắc sau khi tiên giới hình thành Mới luyện thành thập động thiên Hứa ứng thầm nghĩ Ngọc hư đạo nhân ngẩng đầu lên nhìn tiên giới Lo lắng nói Đạo chứng đạo lạc tuần hoàn qua lại Lần trước đạo chứng đạo lạc khiến cho thiên địa đại đạo Thời cổ đại mục nát Tân đạo ra đời Lần này thì sao Sẽ có đại đạo nào cuột khởi đây Hứa ứng nhìn theo ánh mắt của lão chỉ thấy sau cái bóng hùng vĩ của tiền giới loáng thoáng có quái vật khổng lồ lặng lặng đang áp sát tạo cho người ta có cảm giác áp lực không gì sánh nổi đó là thứ gì hứa ứng ngây ngốc ngọc hư đạo nhân cũng không hiểu rõ lắm Thứ kia nấp sau tiền giới còn khổng lồ hơn cả tiền giới nhưng nằm trong bóng tối chỉ khi tiền giới di động mới thấy được cái bóng vông lung hứa ứng thủ ánh mắt tâm thần sóng động theo ý của ngọc hư đạo nhân giật có thể thứ này sẽ gây ra đại đạo rong động chẳng lẽ đạo khóc 60 vạn năm trước lại bộc phát lần nữa sao nếu vậy thì hắn không khỏi nhíu chặt lông mày tiền giới gần như là đều là tiên nhân tu luyện dựa vào động uyên đạo khóc mà bộc phát giới trí tôn sẽ tan thành cho bụi thử nghĩ thôi cũng thấy kích thích rồi càng kích thích hơn nữa là ta cũng tu luyện dựa vào động uyên Ngựa ứng nháy mắt mấy cái hắn nối thập động uyên là một triệu hồi thái nhất động uyên Bây giờ lực lượng của Thái Nhất Động Uyên càng ngày càng mạnh, cách hắn càng ngày càng gần. Nếu Thái Nhất Động Uyên bộc phát đạo khóc, hắn cũng khó thoát chết. Hắn từng thấy những thi thể đạo nhân trong tượng thanh đạo môn, cho dù là cảnh giới thiên quân cũng không thể ngăn cản được đạo khóc, hóa thành một đống xương trắng chỉ biết niệm kinh. Dưới trí tồn đều là run dế Phải trở thành trí tồn Mới có thể đối phó được với đạo khóc Muốn tu thành trí tồn Thì phải có được động uyên đế cấp vừa ứng nhìn về phía doanh châu trong thái hư cảnh tầm nghĩ đồng vương nói doanh châu tuy là động uyên cấp tiên quân nhưng thực ra là động uyên thiên quân ta đang cần một động uyên để yểm hộ thái nhất động uyên doanh châu rất thích hợp hơn nữa doanh châu cũng có thể trở thành một căn cứ tiên nhân đi theo ta đều có thể vào đó tu luyện nhưng phải làm cách nào mới luyện được doanh châu thành động uyên đây hắn tỉnh giáo ngọc hư đạo nhân ngọc hư đạo nhân biết gì nói đấy dạy hắn làm sao cần mướn động uyên cảm ứng tiên đình trong đầu uyên lại làm sao để luyện hóa đầu uyên ngọc hư đạo chủ là cường giả đại la diệu cảnh thời đại trước tu vi đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi ngọc hư đạo nhân tuy là thiên điệu nguyên thần của lão nhưng tầm mắt kiến thức vẫn còn truyền thụ chút ít kiến thức cho hư ứng không thành vấn đề sau khi học xong hư ứng nhìn về phía thái hư cảnh thoáng do dự một chút đột nhiên tung người nhảy lên từ trên kỳ lân nhai xuống bay vào trong thái hư cảnh thân hình của hắn hóa thành một ánh cầu vồng bay thẳng tới doanh châu tiến vào thái hư cảnh thì dễ đi ra mới khó lần trước hắn bước vào trong thái hư cảnh bị nhốt ở doanh châu mấy năm mới tìm được con đường thiên hải nếu trong vòng nửa năm không thể luyện hóa danh châu chỉ e ta không thể làm người đáng tin cậy trong mắt đông vương điện hạ rồi hứa ứng thầm nghĩ ngọc hư đạo nhân đưa mắt nhìn hắn đi xa lại ngẩng đầu lên nhìn tiên giới càng ngày càng gần lập tức đóng cô luôn cảnh trở lại ngọc hư cùng tiền giới sập tới chắc chắn tam giới chủ tịch sẽ khiến tam giới sát nhập nối liền thành một thể khi đó khổng khéo bộ xương giả ta đây cũng phải ra hoạt động một chút lão ngồi ngay ngắn xuống ánh mắt thăm thẳm như nến hạ giọng nói nhưng bản thể của ta đang ở đâu người có cái bóng khổng lồ phía sau tiền giới không vì sao đến giờ ta không thể cảm ứng được chút khí tức nào của đạo chủ trong lòng của lão thoáng bất an cái bóng phía sau tiền giới có phải bị ngạn hay không nếu không phải thì đó là nơi nào thái thanh đạo tổ thượng thanh đạo tổ hư hoàng đại đạo quân nhưng tồn tại cổ xưa này đã đi đâu ngay cả uyên bác như lão cũng không có đáp án hư ứng bay ở trong thái hư cảnh lướt qua vạn dặm tốc độ cực nhanh thái hư cảnh thực sự rộng lớn mênh mông vô ngần có không gian vô lượng ăn điều động đạo tràng đại la thiên phi hành mấy chục ngày càng lúc càng tới gần doanh châu Mấy ngày này hắn thấy rất nhiều tiên nhân đi khắp nơi trong thái hư cảnh tâm bảo. Tiên giới đã xâm nhập thái hư, một số tiên nhân men theo vết rách tiên giới tiến vào thái hư. Dù sao đối với tiên giới thái hư cũng là một địa điểm thần bí, bên trong cất giấu rất nhiều của cải. Mục tiêu của hữu ứng là Doanh Châu, thường chỉ nhìn đám tiên nhân này từ xa rồi lập tức bỏ đi. Đột nhiên có một tiên nhân kêu lên. Thuyền kia, mau nhìn trước thuyền kia. Hứa ứng đang bay qua bên cạnh Đột nhiên có một cái bóng lớn ập tới Hắn vội vàng gần đầu nhìn lên Chỉ thấy một con thuyền lầu cũ kỹ Dài tới mấy chục dặm Ào ào bay qua đỉnh đầu hắn Chiếc thuyền lầu kia như đại lục cỡ nhỏ Trên đó có cung điện, thành thị cổ xưa Không khác nào tiên cảnh Còn có rất nhiều tiên nhân điều khiển tiên thuyền Xe kéo, áng mây, hào quang cầu vòng Lá cây, đều loại thần thông pháp bảo Đuổi theo chiếc thuyền lầu kia Đó là thuyền lầu thời thái cổ nghe đồn là di tích thời cổ đại có tiên vương giơ nằm ngón tay chỉ trong khoảnh khắc đã biến thành bàn tay to mấy trăm dặm trộm về phía trước thuyền lầu kia miệng là hết tránh hết ra bảo vật này là của ta đột nhiên nằm ngón tay của tiên vương kiến đổ tung máu tươi chảy ròng ròng kêu lên cái thuyền này có pháp bảo hộ thế lại là chiếc thuyền kia ánh mắt hứa ứng sáng lên cũng vội vàng đuổi theo lần trước hắn tế giác và ninh thanh tới đây cũng gặp chiếc thuyền này lướt sát qua danh châu nhờ khi đó tu vi thực lực của bọn họ còn thấp đuổi không kịp bây giờ hữu ứng điều động cửu đại pháp bảo phát động đạo tràng tu vi và đạo hạnh đều tăng cường tiếp cực hạn đuổi theo như một luồng sáng hắn gần như bộc phát toàn lực chỉ không vận dụng thái nhất động uyên chẳng bao lâu sau đã vượt qua đám tiên nhân kia trung tiên chỉ cảm thấy có bóng người lóe lên rồi một luồng ánh sáng cầu vồng bò xa bọn họ không khỏi kinh ngạc không thôi chiếc thuyền lầu kia như có sinh mệnh riêng phát hiện ra bọn họ truy đuổi không ngờ lại tăng tốc không ít thậm chí chuyển hướng trong hư không tránh truy kích từ hư ứng mặt thầy hư ứng sắp đuổi kịp trước thuyền lầu kia đột nhiên thấy trên thuyền có một lùa hào quang lóe lên nhắm thẳng vào mi tâm hư ứng hư ứng thâm giật mình nghiêng người né tránh chỉ thấy một thanh kiếm sắc màu đỏ rực lướt qua sát mặt của hắn hắn bay về trước chỉ thấy từng đường hào quang bay ra từ trong thuyền lầu đó là từng thanh kiếm cực kỳ sắc bén hóa thành từng ánh cầu vồng tốc độ vô cùng nhanh chóng gỡ ứng thử nghiệm không cách nào đột phá kiếm trận đành về từ bỏ trên thuyền không có người nhưng có nhiều pháp bảo thủ hộ như vậy thay hư cảnh không chỉ đơn giản là bì ngạn còn có những nơi kỳ quái khác hắn bỏ thuyền chạy tới doanh châu thêm hai ngày nữa cuối cùng cũng đuổi kịp doanh châu hạ xuống một tòa tiên sơn doanh châu cũng có rất nhiều tiên nhân đang tìm kiếm bảo vật khắp nơi có tiên nhân chiếm được tiên sơn đã bới mở quặng tiên kim trên núi có kẻ tìm được tiên thảo tiên thụ hình như nơi này là doanh châu trong truyền thiết đột nhiên có tiền nhân nhận ra nơi này hoàng sợ nói năm vạn năm trước phản tạc cư ứng là người đứng đầu đấu bộ tam chân cao quý chiếm lấy độc uyên doanh châu sau đó doanh châu không rõ tùng tích im lặng tiền nhân bên cạnh vội vàng nói người đã nhận ra rồi sao phải lớn tiếng làm gì chúng ta luyện hóa doanh châu thành động uyên thế là có hy vọng tu thành tiên quân rồi đám tiên nhân kia lén lén lút lút hết nhìn đông tới nhìn tây phát hiện hữu ứng đang đứng ở gần đó hiển nhiên đã nghe thấy lời nói của bọn họ đám tiên nhân quan sát một hồi một người trong số đó giơ tay quệt lên cổ đám người còn lại hiểu ý lặng lặng tiếp cận hữu ứng đột nhiên một người trong đó thấy được gương mặt hữu ứng sắc mặt lập tức tái nhật quay người bỏ chạy đám người còn lại thấy vậy thì thoáng do dự ai nấy bám theo dò hỏi trương huynh sao thế hứa ứng Tiên nhân kia gương mặt dầu dĩ Nói nhỏ Không nên ở lại đây lâu Chúng ta lập tức trở về tiên giới Những người khác thì dùng mình một cái Đang định bỏ đi Đột nhiên giọng nói của hợp ứng vang lên phía sau bọn họ Khách khí nói Các vị đạo hữu xin dừng bước Thân thể đám người kia cứng đờ tại chỗ Không dám động đậy Tiên nhân nhận ra hứa ứng thì xoay người Mặt mày tươi cười nịnh nọt nói Vị huynh đài này có gì chỉ giáo Sắc mặt hứa ứng hiền lành các người nhận ra ta rồi À không có Đám tiền nhân kia vội vàng lắc đầu Dối rít nói Chúng ta tuyệt đối không nhận ra các hạ Ta từ nhỏ đã bị mù loa Ngươi đừng vô duyên vô cớ vô oan như vậy Ngựa ứng khẽ gật đầu Cười nói Các người vừa nói nơi này là Doanh Châu Chứng tỏ cũng có chút kiến thức Các người có biết lai lịch của Doanh Châu này không Đám tiền nhân kia kinh hãi Nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp Nghe nói Doanh Châu là động viên của đấu bộ tam chân có thể giúp người ta tu thành tiên quân. Hứa lão hứa tiền tồn được đề bạt thành người đứng đầu đấu bộ tam chân, sau đó trưởng quản động uyên này. Đám người lấp mắt nhìn nhau, một vị tiền nhân dốc hết dũng khí nói, tiền giới từng có lời đồn, động uyên doanh châu cũng không hoàn chỉnh, Từng bị người ta phá hỏng, thiếu mất hai bộ phận, nếu tìm được hai bộ phận thiếu hụt này là có thể tăng tới động uyên thiên quân. Một vị tiền nhân khác nói, có người nghi ngờ năm đó hứa lão hứa thiên tôn mang theo hai tòa tiên dân bồng lai phương trượng chính là hai bộ phận mà doanh châu còn thiếu hứa ứng kinh ngạc thầm nhủ trong lòng xem ra có một số việc đông vương không nói thật rồi hắn xua tay mấy vị tiên nhân kia như được đại giá lập tức bay lên không trung men theo vết rách trở về tiên giới Đồng vương chỉ nói doanh châu không kém hơn động uyên cấp thiên quân nhưng không nói cho ta biết phải tập hợp đủ doanh châu bồng lai và phương trượng mới có thể đặt song song với động uyên cấp thiên quân bồng lai thì trên tay ta rồi còn phương trượng thì lại giao cho tổ long thôi vậy lấy doanh Châu trước gỡ ứng dựa theo phương pháp mà ngọc hư đạo nhân truyền thụ cảm ứng thiên địa đại đạo của doanh châu nối liền với động uyên doanh châu một lúc lâu sau cuối cùng hắn cũng cảm ứng được tiên đạo của doanh châu hắn cảm ứng doanh châu cũng không khó khăn gì tám mươi ngàn năm trước doanh châu vốn là động uyên của hắn có dấu ấn kiếp đầu của hắn bây giờ cảm ứng lại đương nhiên cực kỳ dễ dàng theo cảm ứng càng ngày càng sâu hứa ứng chỉ cảm thấy theo nhịp tim hô hấp hít thở của mình doanh châu cũng bỏ cũ lấy mới tiền linh khí liên tục ập tới đây là tiền linh khí của toàn bộ doanh châu quả nhân hùng hồn và mãnh liệt vô cùng vô tận so với thái nhất động uyên vẫn còn kém hơn nhiều bấy giờ trong doanh châu đã có tới hàng trăm tiên nhân đang tranh đoạt lãnh địa giành giật tiên sơn hoàn toàn không biết doanh châu đã có chủ đột nhiên bầu trời chấn động kịch liệt một âm thanh trầm trầm vang lên đấu bộ hắc linh độ cổ thiên cung đến đây thu hồi doanh châu những người không liên quan mau chóng tránh giả tránh làm tổn thương người vô tội trong doanh châu lập tức tĩnh lặng như tờ lúc này một tiếng cười lạnh vang lên đấu bộ đấu bộ đã chẳng còn như xưa còn ra vẻ uy phong gì chứ bây giờ đấu bộ không còn bằng lôi bộ hỏa bộ và tài bộ trên bầu trời 36 tiền cường, 72 địa sát của hách linh độ cổ thiên cung. Từng vị tiên vương, thiên tiên dồn dập hiện thân, áp lực đè xuống khắp trời, trận thế xâm nhiêm, tay cầm các loại pháp bảo tăng đẳng sát khí. Hết trường 501, cảm ơn và hẹn gặp lại chương vị